Angelicus. Bóng bật lưới và cú chạy tay quá tốt. Bóng ngoài và game cho tay vợt đêm kim. Bóng vẫn trong sân. Điểm A. Game. Bóng ngoài. Điểm A rất mạnh mẽ. Lỗi đánh hỏng từ cú trái của cầu thủ. Đúng góc. Và game so với những game đầu tiên của trận đấu này. Bóng ngắn vừa đủ. Không qua lưới rồi. Rất hay. Kìn để phản công. Nhưng rồi game đấu thì cũng bóng ngoài sân khi những pha tấn công rất bài bản của Kukushkin.
một lần nữa. Bóng ăn vào cạnh vợt và giờ bóng tốt. Chúng ta tiếp tục. Bóng ngoài, cú chạm. Không qua lưới game. Một pha xử lý rất Mini break cho và như vậy là sẽ làm thứ nhất cho cái thời này của anh.
Và điều bán rất tốt của Kukic. Và các... của mình. Bóng bật lưới. Và đó là cái kiểu Kazakhstan now with triple break point. And there's the break. With he was firing, he had one service game with three aces. Let's turn out the lights if he was able to convert, but he could not. 30. Opportunities, 13 break point chances. For five all. Thank you.
Wide open. Kukushkin in the back. Set, got a retaped. Turn things around. Under wraps today.